Ngày 16 tháng 5, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Võ Quang Phát, giám đốc và ông Bùi Tấn Bình, phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 7603D về hành vi giả mạo trong công tác được quy định tại điều 359 Bộ luật hình sự. Theo Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi, xác định từ năm 2020 đến cuối năm 2022, nhiều tổ chức cá nhân ở Quảng Ngãi có nhu cầu cải tạo xe cơ giới, nhưng trên địa bàn tỉnh không có đơn vị nào đủ chức năng thực hiện việc lập hồ sơ thiết kế thi công cải tạo xe cơ giới. Theo đó, một số tổ chức cá nhân đã liên hệ với ông Võ Quang Phát ở tổ 5, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 7603D để thỏa thuận và thống nhất mua hồ sơ thiết kế thi công cải tạo xe khống với giá từ 6 đến 6,5 triệu đồng một bộ hồ sơ. Sau đó, ông Phát thông đồng cấu kết với một số người khác để lập khống 16 bộ hồ sơ. Ông Võ Quang Phát và ông Bùi Tấn Bình ở thôn 3, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, phó giám đốc trung tâm đã tự ý điện thông tin họ và tên của đại diện các cơ sở thi công vào 53 biên bản kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo trái quy định nhằm thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng. Trong ngày 15 tháng 5, phòng cảnh sát kinh tế đã phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra quy trình đăng kiểm và thu giữ một số đồ vật tài liệu liên quan đến vụ án vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định